À, xin chào anh em. Thì hôm nay cái video này là mình làm một cái video để mình hướng dẫn cho anh em và các bạn nuôi con dế con, là bắt đầu từ mua trứng và bắt đầu về mình bỏ vô cái ô nuôi và thả ra như thế nào. Mình sẽ chỉ thật là chi tiết luôn. Mình chỉ thật là chi tiết ngay từ khi mà chúng ta mới bắt đầu nuôi để cho anh em và các bạn dễ hình dung ra nuôi con dế con và nuôi như thế nào cho nó đạt để sau này mình giữ được cái số lượng dế con nó nhiều khi mà lên dế chim hoặc là thu hoạch sau này. Mình sẽ hướng dẫn một cái video này thật là chi tiết cho anh em và các bạn mới nuôi. Anh em và các bạn mới nuôi nhiều khi chưa có suy nghĩ ra, rồi xem của anh này một chút rồi xem anh kia một chút, nên nó dẫn đến là cái tình trạng là làm lộn xộn. Mình chỉ cần làm y như tôi như thế, thì tôi là kinh nghiệm 6 năm trong nghề rồi, nên đó là tôi sẽ chia sẻ những gì trong 6 năm nay tôi đã làm được thì tôi sẽ chia sẻ lại cho anh em. Còn anh em xem một cái video này và một cái video kia thì áp dụng hai với nhau thì họ không đúng. Mỗi người mỗi có một cái cách nuôi khác nhau, không ai giống ai, không ai giống ai hết. Thì hôm nay tôi sẽ chỉ cho anh em với các bạn cái cách mà tôi đã thả giống xuống như thế nào là cho nó hợp lý và tốt nhất. Thì tôi chỉ cho anh em. Thì trước tiên là anh em sắp giấy vô, bẻ giấy đôi ra. Nếu anh em có nguyên miếng giấy nhiều á thì anh em để nguyên miếng, anh em cọc kiện lại. Còn không thì anh em bẻ miếng giấy này ra cho nó tiết kiệm lên chút. Rồi khi mình sắp xong rồi, chúng ta đó, trước khi trứng nó nổ nở đó, trứng nó nở là nó li ti như vậy. Mình để cho thùng xốp đây tối ha, nó chuẩn bị nở. Thì chúng ta chuẩn bị cái chuồng. Trước khi chúng ta chuẩn bị cái chuồng, chúng ta phải có cái manh bao ha. Cái manh bao này anh em cắt dọc rồi đặng chải, đặng mình chải mình cán trứng ra để cho dế nó nở. Nếu trứng ít tùy theo, mà trứng nhiều trứng ít chúng ta cắt bao nhiều, hai bầu là bao ít nha. Rồi trước khi anh em mà đặt cái bao vô á, là anh em chuẩn bị cho mình mà gãi thức ăn xuống ở phần đáy dưới, gãi thức ăn ở dưới cái phần đáy bao á. Bị gì á, khi mình cán cái bao vô, mình cán trứng ra, mà nếu mình không gãi trước cái thức ăn á thì mai mốt mình dở lên dở xuống mất công. Thì trước khi chúng ta bo cho trứng vô, chúng ta hốt một miếng cám ít thôi nha anh em. Bây giờ con dế nhỏ nó ăn có nhiều, cho khoảng hơn một muỗng cà phê thôi, hơn một muỗng cà phê. Chúng ta gãi cái phần dưới của cái bao đó, chúng ta gãi trước, gãi đều ra, gãi trực tiếp chúng đáy chuồng gì nè, đó gãi ở giữa thôi, là gãi cho cái lớp bao mình chảy ra. Rồi sau đó chúng ta dùng cái bao chúng ta cán ra, đặt ra đó nè, chi tiết này nha. Thì cái thức ăn nó đã nằm ở phần dưới rồi ha. Rồi mình đổ trứng lên đây, mình dùng một cái bao khác mình chùm lên. Nếu anh em trứng ít thì anh em dùng một phần phân nửa của cái bao này thôi. Rồi là trước ở dưới này là mình đã có cái nguồn thức ăn dưới rồi, thì ngày mai á, là dế nó nở ra phân nửa rồi, chúng ta gãi thức ăn đường này gãi xung quanh thôi, thì phần dưới nó có rồi. Để khi mà chúng ta 4 ngày trở lên chúng ta mới rút cái bao này ra, mà anh em á mà không gãi cái phần dưới này nè, thì con dế nó ở ngoài này nó ăn, dế trong nó ăn không được. Dế nhỏ nó không có bò xa được nha anh em, nó không biết đường mà nó kiếm tìm thức ăn. Rồi bắt đầu chúng ta cho trứng vô, để tôi cho trứng vô rồi tôi hướng dẫn cho anh em tiếp. Rồi cái này là mà tôi đã cán, bắt đầu tôi đổ trứng ra rồi, bắt đầu tôi cán cho anh em xem, chỉ chi tiết cho anh em làm luôn. Nhớ anh em là cái cám ăn á, cái cám cho dế ăn á là cám gà con xoay nhuyễn nha, hoặc là cám cúc thì khỏi xoay nhuyễn, thì còn cám gà con thì chúng ta phải xoay nhuyễn ra đó. Rồi dùng tay chúng ta cán đều ra, chúng ta căng cho đều ra, căng càng mỏng càng tốt nha. Chúng ta căng đều ra, anh em làm nhẹ nhẹ thôi, dế nó đang nở rồi ha. Lấy cái tay này gà qua cho nó căng cho đều ra ha, đều cho nó mỏng. Những cái con dế mà nó nằm ở tầng dưới á là nó lên được, chứ còn mà các bạn căng dày quá đó là cái tầng dưới nó lên không được, mà nó chết nằm lúc đấy á là nó hao nhốt cho mình. Để nó rồi anh em mua cái trứng dế về, anh em nó không đạt thật sự rồi, nó không biết là nó chết chổng á, không để ý vô cái vụ đó. Video này là video chi tiết luôn, chỉ cho anh em làm. Rồi chúng ta cán cái điều qua chỗ nào mà dày quá chúng ta phải băng mỏng ra, dùng cái ngón tay chúng ta cà cà để cho nó có một lớp sống nha, để cho cái con dưới nó dễ bò lên thôi. Con trên dễ bò thì nó bò ra được rồi, nhưng mà con dưới thì nó không bò được. Đây cái lượng trứng nè, anh em coi trứng nè ha. Rồi khi chúng ta mà cán trứng rồi xong đúng không, là chúng ta lấy cái bao khác chúng ta chùm lên, tức là một cái bao giống như vậy luôn, nhưng mà
chúng ta chùm lên trên để cho đừng có mất cái hơi nước. Mà nếu chúng ta để khơi khơi như vậy á, là trong vòng vài tiếng đồng hồ á, cái sơ dừa hoặc là cái mặt cưa mà cái trong làm trứng nè, chúng ta nó khô là nó nở, nó không có bị đạt, khô quá nó dở. Rồi chúng ta dùng chùm lại, chùm lại ha, chùm lại. Rồi chúng ta cũng kiểm tra nha, chùm thì ngày chúng ta kiểm tra lần, nếu mà thấy khô quá chúng ta dở ra phun sương nhẹ nhẹ vô thôi. Rồi như vậy là gần xong rồi đấy, như cái công đoạn mình xuống chuồng là gần xong rồi ha. Rồi đó, chùm xong. Khi mà chùm xong rồi á thì chúng ta không cần làm gì nữa hết. Thì hôm nay là ngày mà chúng ta bỏ trứng dế xuống, thì ngày mai chúng ta cho ăn. Bởi vì ở dưới tầng này nó đã có thức ăn rồi, ngày mai chúng ta gãi cho ăn. Và gãi ở đâu? Thức ăn chúng ta gãi gì điều này, gãi xung quanh thì con dế ăn được. Trong vòng 4 ngày sau chúng ta mới rút được cái dĩa giấy này ra, rút 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 ra. Chúng ta dùng chổi quét hoặc là giờ chúng ta thổi, lấy cái nhành cây đập cho dế con nó ra, rồi lại rút cái sơ dừa này ra. Rồi đây là cái khâu mà nuôi xuống con dế con. Để nuôi con dế con đạt á thì chúng ta có thể là cho ăn bí đỏ, ngoài cám gà con chúng ta có thể là cho ăn bí đỏ hoặc là cái đọt lá mì non nha. Cái đọt lá mì non 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 thì con dế nó từ ngày thứ hai thứ ba trở lên nó mới ăn được, chứ mà là cái lá mì già nó không ăn được nha. Rồi nếu mà bí đỏ thì chúng ta sắc từng phanh phanh chúng ta để, hoặc là bí đao cũng được. Nhưng mà chúng ta nuôi để tiết kiệm á, bí đỏ giờ rất là mắc, thì chúng ta chỉ cần bẻ lá mì non thôi, chúng ta gãi điều này. Khi nào chúng ta rút cái bao này ra, rút cái bao này ra thì chúng ta chảy lá mì luôn nha. Thì trong vòng mà 4 ngày thì chúng ta không cần gãi cái thức ăn ở dưới phần cái phần dưới này nữa, bởi vì ngày hồi nãy là tôi đã gãi trước rồi, thì cho anh em và các bạn nó dễ làm thôi. Chứ không chúng ta không cần nhóng này chọi, như chọi dưới cũng không có điều nữa, dế nó ăn không được. Quan trọng là mình nuôi chuồng dế đạt hay không đạt là do cái quan trọng nhất là lúc mà mình dưỡng con dế con. Nếu mình dưỡng con dế con đúng, ok, hiệu quả thì khi đó cái chuồng dế mình sau này nó mới đạt. Rồi đây là chuồng dế được 10 ngày tuổi, tôi xuống giống là ngày 4 tháng 10, thì hôm nay là ngày 14 rồi, là 10 ngày tuổi. Thì con khi mà chúng ta là rút cái tấm này ra nè, chúng ta không có cần để bán ăn, thức ăn chúng ta gãi trực tiếp dế chuồng, mà gãi một lần là gãi thật là ít thôi, bởi vì con dế nhỏ nó không ăn nhiều. Chúng ta gãi một lần một mớ thôi nha, sáng một nhúm như gì, chiều một nhúm, và cộng với lá mì hoặc là bí đỏ. Rồi sau đó ngày thứ 10 hoặc là ngày thứ 8 chúng ta bỏ cây vô. Rồi khi mà chúng ta giật cái tấm dán đó, giật cái bao này ra, giật cái này ra, chúng ta bỏ tấm dán vô. Cái dán tùy theo thôi, các tại sao mà mình muốn hướng dẫn cho anh em với các bạn là làm cái tấm dán, tại vì cái tấm dán á là con dế con nó dễ bò lên, không được làm alu, cũng không nên làm giấy luôn, bởi vì cái tấm giấy á, con dế con nó chui vô mà không bao lâu nó cắn lủng lu bu lắm. Làm dùng cái tấm dán này, là dán dừa quán gì cho bạn sạn mỏng, xả mỏng, bạn gãi lên đây và gãi dưới luôn, gãi trên đây một mớ, gãi dưới này một mớ, cứ trên đây một mớ, dưới này một mớ, cứ vậy là con nào cũng ăn được hết. Chúng ta gãi ghìa ghìa luôn, gãi ít thôi để những cái con dưới nó sang. Mà thức ăn á là không nên gãi tiêu niên trên đây nha, cứ sáng cho ăn một cử, chiều cho ăn một cử thôi, chứ đừng có mà thấy hết thì đổ vô, thấy hết thì đổ vô, nó ăn không có biết còn ngon nữa. Đó, cho ăn vừa phải thôi. Rồi như lá mì đến đây nè, giờ là tôi không cho ăn, chiều tôi cho ăn tiếp. Thì á, là cái tấm dán, các bạn làm cái tấm dán á để cho con dế nó bò lên dễ. Các bạn coi nè, con dán, con dế nó ở từ cái tấm dán kia nè, đó không, nó rất là ok. Bởi vì cái tấm dán ở dưới này nó sẽ bò lên trên, nó ăn rất là dễ. Tấm dán đi, các bạn xả dán về mà nuôi rất là ok. Rồi hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là từ con dế từ ngày mới xuống giống và đến ngày thứ 10 thôi. Thì từ ngày thứ 10 cho đi mới là chúng ta cho ăn thoải mái rồi, lúc đó nó ăn có thể là ăn những cái loại to rồi, ăn nuôi rất là thoải mái. Quan trọng nhất là trong cái giai đoạn chúng ta xuống trứng và nuôi cho vòng đến ngày thứ 15, chứ còn từ đó về trở về sau con dế nó to, con dế nó to nó ăn rất rất là dễ. Các bạn thấy cái lượng dế nè, thức ăn cho ăn ít thôi, hết thì cho, hết thì sáng một cử, chiều một cử, nếu thêm thì tối một cử nữa, cho ăn vừa phải nha, chứ không có đừng để thức ăn tương niên. Đây là cách của tôi như vậy, còn những anh em khác thì nuôi cách khác. Ở đây là tôi chia sẻ cái cách của tôi. Rồi lại nói với anh em nè, anh em nào có đăng ký cái kênh YouTube của mình á, có cái vấn đề gì đó muốn hỏi con giống hoặc hỏi cái cách nuôi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp đi, mình sẽ có thời gian mình sẽ rảnh gọi mình chỉ cho anh em, chứ đừng có nhắn tin mà hỏi một cái vụ này hỏi vụ kia thì tôi không có thể nào mà đọc tin nhắn đâu. Ở đây là tôi nuôi tới 5-6 loài động vật con giống được, 5-6 loài giống được, chứ không phải là riêng cái con dế này thì không.
nên tôi không không còn cái thời gian để mà xem những tin nhắn của anh em với các bạn gửi được. Anh em các bạn cũng thông cảm ở chỗ đó. Có vấn đề gì khúc mắc hoặc là vấn đề gì con giống trứng giống gì đó thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại tôi ghi trên màn hình, rồi tôi sẽ nói chi tiết cho anh em và chỉ cho anh em, chia sẻ cho anh em một cái cách nuôi của tôi thật là nhiệt tình cho anh em để anh em làm và thành công thôi. Con dế này nó cũng dễ nuôi, nhưng mà để nuôi á, dế thì gặp đồng nghĩa với dễ nuôi, nhưng mà để nuôi có cái số lượng mà nó nhiều nó đạt thì phải có người chỉ cho nó nhanh, chứ các bạn mày mò không từ tháng này tháng nọ nó mất thì nó hơi lâu, thì mua mình hỏi trực tiếp với người nuôi á, người ta chỉ cho nó nhanh. Còn với những vấn đề giấu nghề là ở đây là không có nha. Tôi nuôi làm sao tôi sẽ hướng dẫn và chỉ cho anh em y như vậy, chứ còn ở đây tôi không có bán kỹ thuật kỹ thuật gì hết. Mình có cái gì giống kiến thức của mình, có gì mình sẽ truyền lại chỉ lại cho những người ta mua con giống bên mình đó. Cái đó là tâm huyết của người bán. Rồi chào anh em nha.